dần dần thì mình thấy răng của mình thay đổi, bắt đầu thay đổi theo một cái hướng tích cực nào đấy, thì mình lại thấy cái sự tự tin nó quay trở lại với mình trong công việc cũng như là trong quan hệ bạn bè, giao tiếp với đồng nghiệp vân vân. Thời gian trước thì mình răng của mình bị hô, răng không đều cũng như là khớp cắn bị lệch, nên là mình lựa chọn niềng răng để khắc phục những cái ưu điểm đấy. Về câu chuyện nó dai dẳng, nhiều nhất là mình hay bị viêm lợi. Răng cũ thì răng cũ khớp khểnh cũng như bị hô khớp cắn lệch thì việc viêm lợi nó xảy ra dễ dàng hơn, mà mình bị viêm lợi trong một thời gian rất là dài. Nhưng mà từ khi niềng răng thì răng mình đều hơn, vệ sinh cũng dễ hơn. Cái việc có cái ý thức về cái việc giữ gìn vệ sinh răng miệng nó cũng tốt hơn, thế nên mình cũng không bị viêm lợi nữa. Ngày xưa thì bố mẹ hay là anh em trong nhà thì mọi người cũng không quan tâm quá đến cái việc là răng đẹp hay xấu hay như nào đấy. Tại vì mọi người sống với nhau thì cũng quen cái việc đấy rồi, nên là thấy nó không vấn đề gì cả. Còn bản thân mình thì mình muốn đẹp cho bản thân mình, muốn mình tự tin hơn thì mình vẫn quyết định rằng. Thời gian đầu thì có lẽ là thời gian mình cảm thấy thay đổi nhiều nhất. Vì có thêm kỳ cụ ở trong răng nên là sẽ ăn uống khó khăn hơn, nói chuyện cũng khó hơn, việc cười nói rồi giao tiếp các thứ mình cũng sẽ có những sự tự ti nhất định. Nhưng mà sau dần dần thì mình thấy răng của mình thay đổi, bắt đầu thay đổi theo một cái hướng tích cực nào đấy, thì mình lại thấy cái sự tự ti nó quay trở lại với mình trong công việc cũng như là trong quan hệ bạn bè, giao tiếp với đồng nghiệp vân vân. Nói chung là thay đổi não thế thôi, có những cái mặt tốt mặt trái thì một khi mà mình đã chấp nhận là mình làm răng thì mình cũng chấp nhận cái việc đấy. Mình thấy bắt đầu thay đổi từ tầm khoảng từ tháng thứ 2. Bắt đầu răng sẽ đều lại và bắt đầu cái sự siết răng nó sẽ bắt đầu, thì mình bắt đầu thấy thay đổi từ ngày đấy. Mình nghĩ lâu rồi nhưng mà đến thời gian gần đây thì mình mới quyết tâm đi làm. Cái việc của mình sống với hàm răng cũ thì nó cũng tương đối lâu. Thế nên là cái việc răng không đẹp hoặc là răng không đều khiến cho mình tự ti hơn trong khi làm việc cũng như là gặp đối tác, cũng như là bạn bè vân vân, thì mình thấy rằng là cái việc thay đổi hàm răng của mình là cái điều cần thiết. Nhưng có lẽ là đến cái thời gian gần đây thì mình mới có đủ điều kiện kinh tế cũng như là thời gian hoặc là cái sự tìm hiểu về việc niềng răng nó rõ ràng nhất, thì mình quyết định đi làm. Thứ nhất là mình thoải mái nói chuyện hơn. Ngày trước khi mình cười nói thì mình sẽ hay cố gắng che đi cái khuyết điểm của răng của mình. Còn thời gian hiện đại thì mình rất là thoải mái, mình không thấy có vấn đề gì cả. Mình tự tin nói chuyện với mọi người hơn, giao tiếp tốt hơn. Viêm lợi không còn nữa thì nó cũng không mang lại cái việc là hôi miệng hay là những cái thứ không đẹp nữa. Nên là mình tự tin hơn, thoải mái hơn. Mình ấn tượng nhất là lần đầu mình đến thì bác sĩ cho khám ở cái máy mà chụp 360. Có các cái sau đấy kết quả để cho ra những cái mô phỏng về cơ hàm của mình cũng như là răng của mình, và đưa ra cái phác đồ điều trị điều chỉnh cái mức độ đấy như thế nào. Nó rõ ràng đến từng độ, từng ly một, thì mình cảm thấy nó rất là ok. Mình có thể nhìn thấy cái tương lai của mình một phần như thế nào. Nói chung là làm răng ở đâu thì mình thấy cái quan trọng nhất vẫn là cái tin tưởng. Vì trước khi đến thì các bạn tư vấn viên cũng đưa cho mình cái nó giống như cái portfolio của bác sĩ về cái trình độ cũng như là các học vấn, thì mình hoàn toàn tin tưởng. Và việc bác sĩ đi cùng bệnh nhân là cái điều rất là quan trọng. Mình rất yên tâm với cả dịch vụ cũng như là cái chăm sóc của bác sĩ.